xin chào toàn thể chị ạ, và chúc anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ cũng như là làm ăn phát tài phát lộc của chị nhá. Và trong video ngày hôm nay đây thì em gái sẽ lên giới thiệu đến đại gia đình mình những cái mẫu di nạp được chế tác trên các chất liệu có khác nhau cũng như là kiểu mẫu thì cực kỳ là đa dạng cho em gái được không ạ? Và để chị không phải chờ đợi lâu nữa thì hãy cùng em gái đi vào từng tác phẩm một đấy chị nhá. Thưởng hãng cũng như là đưa ra cho em gái lựa chọn cũng như là cân đối cho em gái được không ạ? Và tác phẩm đầu tiên đó là một tác phẩm được chế tác trên chất liệu là gỗ hương Tazanai. Đó là một tác phẩm di nạc đang vác một cành đào tiên. Xung quanh chế tác cho em gái là năm cô cậu bé tiểu đồng ấy chị nhá. Rất là đẹp, rất là cân đối cho em gái được không ạ? Đầu tiên chị có thể ngắm cho em gái thần thái đây. Vâng, từng tác phẩm thôi cũng được người bên em anh chị nhá lựa chọn những cái bác nghệ nhân top 1 cũng như là có tay nghề cao để có thể chế tác này. Từ những cái chuỗi vòng hạt thôi ạ, được châm tỉa cũng rất là sắc nét. Và cụ thì đang đứng trên những cái chung tiền vàng anh chị nhá, những cái bao tiền vàng tài lộc để có thể là cầu tài, cầu lộc, cầu vinh hoa phú quý, nhưng mà cũng như là cầu những cái điều đẹp nhất về cho đại gia đình mình đúng không ạ? Và diện mặt của những cô cậu bé tiểu đồng này được làm rất là tinh khôi và xinh đẹp anh chị nhá. Và rất là chú trọng từ những chi tiết nhỏ nhất để có thể là mang lại một gia đình ấm no, một gia đình hạnh phúc, một gia đình đầy đủ con cháu được không ạ? Và bên cạnh đây là đang vác một cành đào tiên này, một cành đào cổ thụ này với những cái trái đào rất là căng mọng để có thể mang lại sự trường thọ cũng như là trấn trạch trừ tà về cho đại gia đình mình. Và tác phẩm này anh chị nhá, với tổng chiều cao cho em gái là bao nhiêu ạ? Tổng chiều cao cho em gái là 1m54, ngang cho em gái là 82 và sâu là 42 anh chị nhá. Kỷ đã tặng kèm kỷ cho đại gia đình mình và giao lưu với nhà mình là bao nhiêu? 19 triệu đồng được em gái bao gồm phí vận chuyển này. Và anh chị có thể ngắm xem cái. Và sang đến bước thứ hai chị nhá, là một tác phẩm di nạc đứng dưới một gốc tùng, một gốc tùng rất là đẹp luôn để anh chị có thể ở chung chơi này. Cũng chế tác trên chất liệu là gỗ hương Tazanai chị nhá. Và chị ưng ý mặt hàng cũng như là tác phẩm nào thì có thể để lại cho em gái xin tín hiệu bên dưới video đúng không ạ? Chế tác tác phẩm này chế tác cho em gái là ba cô cậu tiểu đồng ạ. Ba cô cậu tiểu đồng với mùa tay thì đang vác những cái cành đào cũng như là trái đào tiên. Bên dưới là chế tác những củ nhâm sâm hay là những cái bao tiền vàng cho em gái được không ạ? Và đây cũng là chế tác trên chất liệu là gỗ hương Tazanai chị nhá. Từ những cái tán tùng này được châm tỉa cũng rất là sắc nét và lâu công, hàng đục rất là kênh bông anh chị nhá, thì anh chị có thể cân đối cho em gái được không ạ? Và sang đến tác phẩm tiếp theo ạ, được chế tác trên một chất liệu gỗ cực kỳ là thơm cho đại gia đình mình anh chị nhá, đó là dòng gỗ ngọc am cho em gái được không ạ? Và ngọc am này thì em gái đã bu anh chị nhá, với tổng chiều cao là 1m50, ngang là 56 và sâu là 31. Giá giao lưu với đại gia đình mình là, anh chị nào ưng ý thì có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu anh chị nhá. Thần thái cũng được làm rất là sắc nét này. Và cụ thì đang vác những cái cành đào ấy, cũng như là chế tác cho em gái là năm cô cậu tiểu đồng đang đứng trên một chú lân sư anh chị nhá, làm rất là sắc nét luôn. Và những cái bao tiền vàng để có thể là mang lại tài lộc, mang lại may mắn cũng như là canh giữ của cải, trấn trạch trừ tà về cho đại gia đình mình đúng không ạ? Và em gái cũng tặng kỷ anh chị nhá, tác phẩm này em gái cũng tặng kỷ cho đại gia đình mình này. Và sang đến tác phẩm tiếp theo ạ, đó là một tác phẩm di nạc tứ linh này. Vì di nạc đứng tứ linh được chế tác trên chất liệu là gỗ xá xị, một dòng gỗ siêu bền bỉ cho em gái đúng không ạ? Và anh chị có thể ngắm cho em gái, màu gỗ thì cực kỳ là bắt mắt anh chị nhá. Và với tổng chiều cao là bao nhiêu ạ? Tác phẩm này là tổng chiều cao là 22m33 chị nhá, ngang cho em gái là 70 và sâu là 43. Giá giao lưu với đại gia đình mình là 33 triệu đồng ạ. 33 triệu đồng cho một phơi gỗ cực kỳ là to này, chế tác cực kỳ là nhiều chi tiết anh chị nhá, cực kỳ là lâu công và mất rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Và anh chị nào mà muốn sở hữu tác phẩm trên chất liệu là gỗ xá xị anh chị nhá, thì để lại ngay cho em gái xin tín hiệu mã 04 với bao nhiêu? 33 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay cho em gái rồi. Và vừa rồi thì em gái đã giới thiệu với chị 4 mã di nạc anh chị nhá, 4 mẫu mã di nạc để chị có thể là lựa chọn chung chơi trong không gian phòng khách, phòng ngủ hay là có thể là mang nằm và tặng và biếu thì rất là ok đúng không ạ? Và những tác phẩm di nạc này đều được chế tác trên những cái phôi gỗ cực kỳ là giá trị, độ bền cao này cũng như là có giá thành rất là cao chị nhá. Thế chị nào đã ưng ý rồi thì để lại ngay cho em gái xin tín hiệu bên dưới video hoặc là alo trực tiếp cho em gái ở nhựa 0822338345 và 0944822986 chị nhá. Và chị nào gần cơ sở đến em ạ, nằm trên quốc lộ 38, làng Nghề Mộc nổi tiếng thôn Đông Giao, xã Hương Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương thì có thể là qua trực tiếp cơ sở đến em ạ. Em và cũng xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.